Chào mừng tất cả quý vị và anh chị đã quay trở lại với kênh của em nhé. Em là Song Thảo. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị chiếc Cora Atit. Xe này của em là sản xuất năm 2016 ạ. Màu đen. Trước đây nó là biển Hà Nội, nhưng em đã bán về tỉnh một lần, bán về Thanh Hóa một lần ạ. Khách của em ở Thanh Hóa, sau đấy bây giờ anh ý đổi lên Camry thì anh lại bán lại cho em. Chiếc này ngày xưa nó là biển Hà Nội anh chị nhé. Hai chủ ạ, một chủ là biển Hà Nội. Em mua được, sau đấy em bán về Thanh Hóa, bây giờ em mua lại của anh đấy. Anh đấy đổi lên Camry. Xe của em còn rất là đẹp, chạy hơn 5 vạn km anh chị nhé. Màu đen, biển tỉnh nhưng có gốc Hà Nội. Sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển nữa ạ. Nội thất kem, nội thất kem rất là đẹp ạ. Chạy 56.000 km, 5 vạn 6. Tablo còn rất là đẹp. Đấy. Chiếc này thì em đang chào bán trên thị trường với giá trên 600 triệu ạ. Mời anh chị liên hệ trực tiếp với em để trao đổi về giá cả. Đây là camera lùi anh chị nhé, rất là nét. Đấy. Nội thất thì còn rất là đẹp, chạy 56.000 km. Ghế lái, à, cửa lái đấy ạ. Hàng ghế sau cũng còn rất là mới anh chị nhé. Xe của em đảm bảo không có chuyện đâm va và ngập nước rồi, không lỗi gì cả. Máy móc nguyên bản. Chiếc xe của em về cửa hàng thì em đã đánh bóng và phủ ceramic rất là đẹp. Giàn lốp cũng còn rất là dày. Cora Atit sản xuất năm 2016, bản 1.8G anh chị nhé. Màu đen, biển tỉnh, gốc Hà Nội. Chiếc Atit này thì thường thường rất là lành và không quá phô trương, nhưng mà rất, vẫn còn thể hiện được vẻ đẹp rất là sang trọng, lịch lãm. Động cơ của Toyota thì rất là bền rồi, không cần nói quá nhiều. Và thêm nữa là điều hòa của Toyota thì lạnh rất là sâu. Em xin phép quay nhanh một chút thôi nhé, tại vì em đang có khách. Cora Atit sản xuất năm 2016. Đấy, biển tỉnh gốc Hà Nội anh chị nha, rất là đẹp ạ. Xe này em vẫn hỗ trợ vay 75%, bao test hãng toàn quốc cho anh chị ạ. Ship xe free trên toàn quốc ạ. Đến tận nhà luôn, không cần phải đến xem xe. Chất lượng vẫn bao test như bình thường. Em là Song Thảo, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em. Đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Xin phép em dừng video ở đây. Em chào các anh chị ạ.